Chào cả nhà, mọi người biết hôm nay Thanh Thúy đọc hộp cái gì không? Những ai mà ghiền công nghệ hoặc là fan của quả táo thì chắc chắn là các bạn sẽ cực kỳ thích thú. Giống như cảm xúc của Thúy bây giờ vậy, đang rất là phấn khích. Mình là một trong những người đầu tiên được đọc hộp cái iMac. iMac này có 7 màu và Thanh Thúy quyết định là chọn màu mình có một cái niềm đam mê với lại đồ công nghệ. Thúy quyết định là review cái iMac này cho các bạn nha. Này, nó có 7 màu. Và mình quyết định chọn màu vàng. Tại vì hiện nay thì cái nhà mình nó đang sơn màu nó hơi cam cam vàng vàng, cho nên là cái màu này nó sẽ vào trong phòng của mình cực kỳ hợp luôn. Ui, hơi bị nặng á. Có anh giúp. Đây là cái hộp của mình đã mua. Còn sẽ giới thiệu cho các bạn 7 màu khác nhau nha, ăn cầm này nha. Đây là ông chủ của cửa hàng Minh Tuấn Mobile nha các bạn. Thứ nhất là màu vàng ha. Thứ hai là màu bạc. Màu bạc đây các bạn. Rồi. Thứ ba là màu tím. Thứ tư là màu xanh da trời. Thứ năm là màu hồng. Màu hồng anh ơi. Màu cam. Rồi màu xanh. Tiếp tục xét siêu. Mở cái hộp này ra. Nó đã nó sướng gì đâu á cả nhà ơi. Ở đây khi mà mình vừa mở xuống thì nó có chữ Hello. Xin chào mình nè. Hello. Mình để vân tay của mình vô thì có mình sử dụng được máy thôi. Bây giờ mình sẽ mở cái màn hình máy tính ra. Các bạn có biết gì đặc biệt ở trong cái iMac này không? Đây là cái cọng dây sạc. Và đây là cọng dây nó được quấn giống như này bằng dây dù vậy đó. Và cái iPhone khi mình mua thì cái cọng dây nó không có được cái dây dù này. Chỉ có mua iMac nó mới có thôi. Và nó cũng màu vàng luôn. Và để dành để sạc những cái điện thoại nè, rồi sạc con chuột nè, và sạc cả cái bàn phím nữa. Bởi vì tất cả mọi thứ đang là không dây và chúng ta phải sạc thì mới có thể sử dụng được. Đây, đặt hộp con chuột nha. Chuột ơi, cưng quá. Màu vàng luôn mọi người ạ. Đây là dây sạc nè. Cũng màu vàng luôn. Đồng bộ. Và sạc này thì nó cắm nguồn cho cái máy tính đó các bạn. Chưa hết đâu. Cái này nó cũng màu vàng. Ủa lộn. Đâu rồi. Đây. Quả táo cũng màu vàng luôn. Đây là sự tinh tế của iPhone. Thấy rất thích điều này. Tiếp tục bóc tem. Tinh tế. Một cái màu vàng. Rất là vàng. Lắm hơn các bạn. Và 7 màu khác nhau. Màu nào cũng đẹp hết. Không lẽ mình quyết định mua 7 màu về để trong 7 cái phòng. Ôi, quả là quả táo nó rất là biết cách để moi tiền của mình. Và trong cái máy iMac này á, nó có cái mã số gọi là M1. M1 và cái máy này là 24 inch, 8 CPU, 8 GPU. Tôi cũng không hiểu này là gì nữa. Nếu như mà ai làm công nghệ thì các bạn sẽ hiểu nha. Và cái này thì nó gồm 16GB. Cái này để Thúy hiểu nè, 16GB. Sao em? 16GB là 16GB RAM, còn 256GB là SSD ổ cứng. Rồi mọi người nghe rồi đó, 16GB RAM. Còn SSD ổ cứng thì thật ra nó tới 256GB lận tha hồ lưu trữ. Và đây là hàng chính hãng của Apple tại Việt Nam. Màu này màu vàng và giá. Thằng cái này mới là quan trọng nè. Giá bao nhiêu? 42.990.000 à. Có 42.990.000 thôi nha các bạn.
Ráng đi cày để mà kiếm tiền mua, còn Thúy là đang mua nợ. iMac M1 có thiết kế siêu mỏng và hiệu năng á, thì mạnh hơn 56% so với các phiên bản trước. Bộ nhớ RAM của nó là 16GB, mở nhiều tab Safari mà không lo bị giật, lag và truy xuất dữ liệu. Đồ họa tích hợp được 8 nhân, giúp cho việc xử lý các tác vụ đồ họa lập trình trên các phần mềm như After Effects, Photoshop, Xcode mượt mà và trơn tru. Và trang bị Touch ID và thao tác trên App Store nhanh chóng hơn so với lại mật khẩu truyền thống. Nó tích hợp sẵn hai cổng USB 3 và hai cổng Thunderbolt 3 và USB 4 cho tốc độ kết nối siêu nhanh, hỗ trợ xuất màn hình ngoài lên tới 6K luôn. Tích hợp sẵn hai cổng USB 3 và hai cổng Thunderbolt 3 cho tốc độ kết nối siêu nhanh, hỗ trợ xuất màn hình ngoài lên tới 6K. Cái iMac này thì Thanh Thúy mua tại minhtuấnmobile.com. Các bạn có thể đến 43 đường Trần Quang Khải, quận Nhất và ủng hộ cho anh ấy, bởi vì đây là một cái cửa hàng bán hàng rất là thân thiện và có tâm. Và tôi làm cái clip này không phải được đặt hàng quảng cáo, mình đang là khách hàng và mình cảm thấy rất là thú vị, rất là thích bởi những cái iMac có đủ 7 màu sắc, màu xanh ngọc nè, màu cam, màu hồng, màu xanh dương, màu tím, màu bạc và đặc biệt là màu vàng. Nếu như ai có nhu cầu đổi máy hay là thích cái quả táo giống như Thanh Thúy thì các bạn có thể đến 43 Trần Quang Khải để mua. Và bây giờ tôi đi trả tiền đây. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong những clip sau.